Bao nhiêu cây? 8 cây đấy. Đây là đường của phường Hà An. Nó mà có đường nối thì nhanh lắm. Không biết là đường gì. À đây là khu 11 anh Kiên nhỉ? Khu 12. Khu 12. Nó phải đi lên thị xã rồi mới đi anh Kiên ạ. À đi qua thị xã. Xa nhỉ? Không, thực ra nó bị vòng ấy, nó rất gần mình thôi nhưng mà nó không có đường qua sông. Nhiều bê tông nhỉ, họ đào lên tận dưới đâu không, nhưng mà chắc là bên dưới nó có bê tông sẵn rồi. Bê tông đây đây, mình đang đi trên đường này đấy, người ta cậy đường đấy, người ta cậy lên nhỉ, cậy lên để đổ cái mới. Em tưởng là đổ trùng lên luôn. Mở rộng thôi, trong tự nhiên đường được thêm thành đường to là ngon, cũng là ngon rồi, hai làn. Cái chỗ này nguy hiểm lắm này. Em nghĩ những cái lô nhỏ chẳng qua là lướt qua các nhà đầu tư dễ thôi, chứ còn bán cho dân lại khó anh kia ạ. Dân nó họ không thích ở nhỏ đâu nhỉ. Anh giải quyết được gì mấy chục anh mét bờ quê mà đấy, chỉ qua truyền tay nhau thì nên gặp được nó nhẹ tiền. Hàng trăm mét đến hàng nghìn mét. Các thành phố lớn thì quê nó còn chăn nuôi anh, nó còn đất gà chó lợn mèo khan hiếm. Đây cái khu này có một số nhà đang xây nhưng mà nó phân nhỏ để ấy thôi, để dễ lướt thôi. Không, thực ra gia đình trẻ nó mới ra, nó chưa có tiền này thì nó cũng mua đấy. Anh nghĩ là cũng muốn mua tích đất thôi. Nhưng mà tầm 80 mét là êm, là đẹp. Gia đình quê hay vợ chồng ra đây nè, có một nhà đang xây, mấy nhà đang xây đây, bé này, nó cũng bé này, 70-80 mét đi mà. 70-80 mét là đẹp. Đây là nhà này này. 50 mét chỉ có Hà Nội với Sài Gòn thôi. Thành phố lớn thôi. Thế còn ở đây cứ phải tỉnh, đất tỉnh là phải 70-80 mét đổ lên. Đường to đấy anh. Để anh đi đường thẳng. Anh đi đường to. Cún con. Khu này thì dân nó hiện hữu rồi. Đấy nó có trường học này. Dân nó mua hay không ấy, còn dân cho con cái đi học đi hành ngay đây rồi ủy ban công an. Không sợ chứ về ấy lắm, không chứ sợ về hoang vu lắm anh nhỉ. Không sợ đâu, chỗ mình làm sao mà gần như vậy, nó nan nó nhanh không, người ta giận. Thì bán cho dân vẫn bán được. Bán dân nó vẫn nan nó đến ở mà. Còn cà phê là mua ở bãi vậy, hoang vu. Chỗ chú Hậu mua bên kia mua là ok rồi. Đẹp rồi. Kiểu gì cũng thắng rồi. Nhìn là biết thắng, hạ tầng đang hạ tầng xong thiện. Anh em mình cân nhắc anh kia nhỉ. Đúng rồi, hạ tầng xong rồi. Một là giá đến thì sút này, hoặc là đợi hạ tầng xong anh nhỉ. Thứ hai thời điểm thì đấy, xem nó có thông tin gì mới nữa không. Cho đỡ anh nghĩ nhiều. Đấy, nó đang ấy đấy, chỗ này quán ăn nó đang mọc lên nhiều lắm đấy. Cà phê karaoke. Cộng đồng đã bị cấm rồi mà vẫn dùng. Đây. Ngày xưa đi làm thuế là xe công nông là có thu đâu. Một số năm trước đây ấy, thì có thu thuế môn bài đấy. Sau là nhà nước cấm là bỏ thôi, lâu rồi. Bỏ. Nam Định mình cả chục năm nay rồi chứ. Đúng rồi. Bỏ lâu rồi. Cách đây 7 năm. Đào bỏ này.
thường là sao nó vẫn làm như anh kia nhỉ? Vẫn làm chứ, nó phải nối khác, nó phải nối thông rồi. Media Mart. Làm mấy cái biển này xấu đấy. Biển cũ rích thì thi thoảng để chạy thôi. Media Mart. Siêu thị ở đâu nhỉ? Chắc nó đặt trong rồi. Trung tâm. Điện máy này nhờ bão hòa khó hình nhau chứ. Ừ, bà thì ạ. Nhiều người chết lắm. Alo. Khu vực này. Cầu vượt Hà An. Anh cảm ơn anh. Anh ui, cao nhầy. Này dốc. Cầu vượt Hà An. Ở dưới là đường cao tốc đấy nhé. Vượt qua cao tốc, cái này cũng mới thôi. Mới này, nhìn mới. Là mới mà. Mới mà. Đây là mới mở thì tóc mới xong này. Đó, nó cũng phát triển đấy chứ. Thằng Hoàng Anh nó nói câu cũng đúng là thị xã thì ấy tiền đâu mà lắm thế mà làm nhiều hạ tầng đấy, phải có một cái nguồn nào đấy đầu tư vào ấy. Giờ em anh Kiên có thêm anh Toàn đồng hành rồi. Mấy ông kia cứ bận học hành đi làm thì nhiều khi khó. Anh Toàn nhỉ? Giờ ok hết là gì nữa? Thời gian giờ kiếm các lô đất khoảng tầm 400-500. Cố gắng. Vườn miếng đúng không? Vườn miếng. Kiểu đất ở xã, họ phân lô ra. 400-500 là có á. Có chứ, khu này có mà, khu huyện này có mà, Quảng Yên. Quảng Yên này em vẫn khoái đất mặt tiền này. Nó mà có lô ấy em bán hết, đại em vẫn bán. Từ đường này về là đẹp. Dạ. Ồ, đường đang làm đấy chứ. Đó, bán hết đại em bán. Mẹ nhìn nó thiểu nắng quá. Tầng này không ít tiền đâu. Quá nhiều. Làm đường mà đường bê tông này nghìn tỷ cũng ít đâu. Trên toàn địa bàn thị xã Quảng Yên này thì cũng hàng mấy nghìn tỷ. Không ít tiền đâu để đầu tư những cái này đâu. Làm một tuyến đường nó hàng trăm tỷ là chuyện bình thường chứ. Vâng. Mà tự nhiên nó không lên mới lạ. Hàng trăm tỷ. Hạ tầng nó lên mà, hạ tầng nó lên tốt mà. Đẹp. Trăm tỷ ông rót vào cái nhà ông. So với lần đầu tiên mình xuống Quảng Yên anh Kiên nhỉ, nó đã khác nhiều rồi. Nó đã khác nhiều rồi. Nó vẫn làm đều chứ nó không làm siêu nhanh nhưng mà nó làm đều. Mình vẫn thích cái khu phân lô trên nền như là cho anh Nhiệm ấy, với lại cho chú Hậu anh Kiên đầu tư vậy. Nó an toàn này nhỉ? An toàn. Khi mà bọn nó hướng nhà đầu tư vào ấy, nó hay hướng vào những khu đấy hơn. Vì ra nhà đầu tư không phải ai có thời gian mà. Thế là nó thấy an toàn thì nó bắn thôi. Sổ sách rõ ràng, hạ tầng đầy đủ. Còn tự nhiên đất dân thì cũng hơi kén hơn một tí. Chú Hậu mua bây giờ còn lô nào không? Còn giá thì tầm bao nhiêu? Đúng biết không? Em không hỏi nhưng mà chắc là vẫn sẽ có người ra đấy. 6,5 triệu 7 triệu chưa? Bây giờ thì chắc phải 7 triệu. Nhưng mà lô nó to, 300 mét. Ờ, 300 mét, tầm 7. Tầm 7 nó 2 tỷ rồi. 2 tỷ 1 rồi. Giá nó chỉ tầm khoảng tỷ là miếng này. Dưới
đấy nó vẽ này 5-700 thì càng tốt. Không dám biệt thự. Làm đường đủ đá. Sợ múc áp nhỉ. Nó phải chèn đá như này không được đốn được. Sâu nhỉ. Đấy là đổ cái đá vụn. Trông thấy đất trong này à? Qua cái vườn rau này à? Hôm trước thằng nào bạn đi nó đi mua đấy. Đây là cái gì đây? Thằng ấy nó đi xuống ủy ban à? Bóng cái nó ký hay nữa, đặt cọc này chắc bên kia, xinh xanh. À, đây xã Tiền An. Ủy ban nhân dân xã Tiền An. Thị xã chứ không phải là xã. Xã Tiền An. Xã Tiền An. Đang thấy ủy ban nhân dân xã Tiền An. Ừ. Chủ ở đâu ở đây Tiền An kia Hà An. Ô, Hà An thì lại là phường, Tiền An lại là xã. À. Gần trung tâm hơn này là xã. Năm nữa là khu này xong hết, đẹp lắm. Năm nữa xong hết. Cuối năm nó thì xong rồi. Cuối năm này rồi. Cuối năm này. Sướng nhé, chứ không phải sướng. Tiền mà. Làm xong này là ra tiền đấy. Chuẩn đấy anh kia nè. Khá mình à. Khá là bám sát ở Quảng Yên đấy, mình thấy nhịp nó khác hẳn. Ừ. Nó không bị dừng đâu, nó làm công tắc, nó làm. Vẫn làm đều mà. Đều. Nó không ào ào đúng không? Đúng không? Sẽ chọn đấy. Nói chung kiểu này nguồn vốn chắc là nó ok rồi, cứ thế làm thôi. Xin lỗi đã làm phiền các bạn. Đây là công trường, không biết là làm cái gì. Được, đang mở đường mà. Hết mấy nhà bên cạnh này. Đang giải tỏa mấy chỗ đấy. Đi đâu cũng thấy làm được nhỉ. Yeah. Phát triển áp ấy, đại công trường gì, ngồi xe đây ấy kìa. Đoạn này làm mạnh thế nhỉ? Đấy, mạnh chứ, thì hôm trước mình đi đó có cái khoe nó múc đấy, nó giải tỏa đây quấy đây này. Đến trung tâm rồi. Đây. Giá đất lên mới lại. Hôm nay phải gọi trung anh xem ông ấy có gì không? Thu xếp rồi. Mở ác anh kia này, mở rộng phết đấy nhỉ? Ừ, đi chỗ này rồi. Mất nửa nhà hết này à? Nó phải mở theo đúng tiêu chuẩn đoạn dưới mình đi ấy, tại vì chỗ này nó lớn hết mà. Mấy nhà này mất hết cái sân này. Mất hết cái vỉa sân thôi. Ở đây đấy có vỉa hè. Có nhưng mà do người ta lấn nữa. Xây sát quá có tí vỉa hè. 200 mét nữa check sang bên trái.
từ đoạn này đổ lên là đẹp kia này. Đẹp. Gần cái ngã ba kia là đẹp. Đây là trung tâm y tế rồi. Đẹp. Sau này đẹp. Nó xung quanh đây dịch vụ phát triển. Thành phố. Bám theo cái này. Đây đường gì đẹp đấy, có chợ này, một cây. Trung tâm y tế. Trung tâm y tế thì xã Quảng Yên. Mấy quanh quanh đây là đẹp nhất là cái ngã ba này. Buôn bán gì cũng được. Vàng kia lô 270 mét mà mua giá tốt anh nhỉ? 10 triệu. Bán đi mấy anh em mình chung nhỉ? Vứt quả đấy. Hai lô, hai suất. Hay mình cứ thuyết phúc quả bán nhỉ anh nhỉ? Nọ là mình hỏi cái đây, nhà kia đúng không? Đây, đây, đây. Hôm nay mình đi qua mất cái văn phòng của bọn kia rồi anh nhỉ? Văn phòng bọn kia nó bên kia mà em. Bên à bên bên à nó bên kia tôi ha. Bên kia nó bên kia cao tốc mà ừ. Sao mà xuống Hoàng Tân nhầm. Chú Hậu check Google Maps xem. Check cái gì? Để xem là đi xuống Tiền An ấy. Đấy nó đang đi Tiền Phong ấy. Đang ấy thôi. Vào phải vào trung tâm đấy. Đây anh Toàn này, mấy cái lô này không đẹp à? Ừ. Góc góc. Ừ. Hôm nọ là mình hỏi cái lô này nhỉ? Tuyệt diệu luôn. Đúng rồi. Tuyệt. View Hậu là Nghĩa Trang. Cũng được. Đây cái nhà mới xây trăm mấy chục mét này. Nghĩa Trang chả sợ vì là nó phía tiền. Sau, mình mặt tiền đi ngoài này. Đẹp thật. Mai cái nhà này bên này là đấu giá nó cho lên nữa thì đẹp. Thì đối diện này. Bán hết. Ô, hôm nay mình đi mình mới thấy nó gần trung tâm chú ạ. Trung tâm đi mấy lần mới quen được. Chú đi mấy lần là mới. Trước đi là đầu tiên chưa nhận đấy tiềm năng. Nay đi mới thấy ok. Mai anh Toàn gọi cho em hôm qua nhỉ? Mới đầu là anh Kiên gửi cho mình cái video. Anh nhắn tin. À thế à? Vì tưởng anh không vãi Quảng Yên. Thực ra là cái cơ bản là cái nguồn tiền của mình. Chứ còn anh thích đi khắp Việt Nam kìa. Nguồn tiền của mình nó phải khảo sát nhiều, phải bắn cơ. Khảo sát nhiều không bắn thì đơn giản đấy. Hơi phí, hơi lãng phí. Tâm nó đã sầm uất này rồi mà các dịch vụ đủ hết, ăn uống bệnh viện chỗ này đẹp này, xem anh đá ở đây chắc tốt rồi này. Tối nay nha, mình ở đâu nhỉ? Lên thị xã hay là ở dưới? Chỉ có thị xã thôi, nó có chỗ ở nhiều chỗ ở. Nếu ấy thì ở dưới Tiền Phong nữa. Xem có nhà nghỉ nào ở dưới Tiền Phong đấy không, chưa có đâu. Vui chưa có đâu. Đường nhỏ à, đường cũ luôn.
điện đóng cửa. Nghe bán rồi không biết. Cái nhà hôm trước chú Hậu hỏi đấy. Học viện. Đây phòng công chứng bên này, bên tay trái nhá, để ý. Phòng công chứng này. Đây 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 phòng công chứng này. Mấy khách. Ủy ban nhân dân, à quân đội nhân dân. Nhân doanh trại quân đội. Phà rừng cách 4 km. Qua cầu sông Chanh. À, đi cầu. Đi trái à? Chạy thẳng. Ừ. Chạy thẳng á? Đâu đi đi nữa. Đi đoạn sau, ngã tư sau để. Cái này anh vào phà phường Hà An thì giải quyết xong việc rồi đi. Xong rồi. Nộp lấy máy. Nộp tiền thôi đi. Giấy, nộp giấy tờ để người ta ra sổ. In sổ ấy. 10 ngày nữa nó ra sổ. Chạy coi như là mình tự đi làm đấy chứ không phải mua giấy làm đúng không? Có gì đâu, nó mà trước mà nó lấy cho mình. Cái dạ. Cách bán hàng của đội Hoàng Anh nó cũng em thấy không ổn lắm anh Kiên nhỉ. Nó hơi kiểu mà cô ấy nhỉ. Ừ, là sao? Ở chợ rừng này anh Toàn này. À. Nó sẽ thấy lầm lấy cái nó còn ba quay. Chợ nhộn nhịp bao nhiêu. Chợ này nhộn nhịp mà thị xã mà. Chợ rừng. Mà bằng đối diện chợ này đúng không? Cũng được chứ. 200m nữa quay vòng xuyến đi theo lối ra thứ 3. Quần hàng. Kiếm cái dây buộc nhàn đỡ bên cầu và đúng rồi xuống đi đường để quay ra. Đây có quán karaoke to thế nhỉ. À đây cái hôm trước mình ăn ở đây này. Đúng rồi. Cái khách sạn này. Đi qua cầu này sang bên kia.